Hôm nay quay cho các bạn xem mấy cái xe đạp trẻ con này, xe đạp gốc này, ở bên Nhật này nhé. Phải xe này không gốc được, xe này. Đây, xe này giá nó là 2 man, gần 2 man, 19.800, cái này nó là gấp được các bạn này. Nó có ghi là từ bao nhiêu cm. Nhưng con này nó không ghi. Đây, con này rất đẹp. Cờ Mỹ, con này nó cũng gấp đôi được, có thể mang về Việt Nam được này. Nó có một cái kiểu gấp ở chỗ đầu này với một kiểu gấp ở chỗ thân này, gấp thành ba khúc rồi gọn là mang về Việt Nam tốt. Cái này con này đẹp à? Này nó có một man, gấp được thành hai khúc. Một khúc ở đây, nó có kiểu ở đây gấp lại. Trên này không có chỗ gấp như cái xe kia. Cái kia tiện hơn. Đây, xe này bằng giá xe kia này. Hai man này. Nó tăng số được. Thì nó có gấp được ở chỗ này, không với gấp ở dưới kia. Thì gấp thành ba khúc được, rất là gọn nhẹ. Còn màu xanh lục bảo ngọc à, cũng rất là khá đẹp. Bên này là có một con một trắng đẹp, trắng sữa rất là đẹp, một man. Con này nó cũng gấp được một khúc ở dưới thân thôi, chứ ở đầu này cũng có gấp. Này 145 cm các bạn, cho trẻ con nào mà tầm này thì dùng là vừa. Đấy. Bên này là mấy cái xe cho các ông bà già bên này hay mua, cũng rất rẻ, có một man mấy. Nhưng mình thấy rẻ mà, rẻ hơn chỗ khác nhiều. Con xe như thế này mà có một hai man thì rất là rẻ, con này nó có một man rất là rẻ. Con trắng này có một man này, rất rẻ luôn, rất đẹp. Trẻ con tầm 1,5 m, 1,4 m đi con này thì là rất tuyệt vời. Này một con xe người lớn như này mà có 1,5 m. Quá đẹp. Đây con này cũng có một man luôn, quá đẹp luôn, xe mới luôn. Con này cũng thế. Đây con này, ba con này là giống nhau một man. Đây, con này giống con xe của trước mình mua màu đen. Con này cũng một man. Nó hạ xuống 140 cm. Thì nâng lên cao hơn đi cũng không sao. Đây có xe ba bánh cho các người già này, hoặc là người có bị khuyết tật ấy, người đó có thể đi được cái xe này. Đa số là người già là chính. Cái này nó không có cái bộ phận trợ lực của nó đạp rất là nhẹ nhàng. Đấy, có con này mất giá bao nhiêu? Giá con này là 4 man các bạn ạ. Đây, mấy con bên kia là 1,5 m hết, bằng mấy ba mấy con đỏ bên này. À, con này là xe đạp có bình điện sao, trợ lực bằng điện hay sao? Không phải cái gì nhỉ? Đúng rồi, có trợ lực bằng điện đấy. Giá là... Đây là xe trẻ con trợ lực bằng điện, có giá là... không thấy ghi đây, mình không biết giá con này. Hai con này cũng của con này là cũng của cho trẻ con này, gấp được một mỗi gấp ở giữa thân này, nó được gọn nhẹ. Đây, quay lại mấy cảnh này, đây là tất cả là xe mới nha các bạn nhé, không phải xe cũ như trước mình đi mua bãi. Đây là tất cả là xe mới, giá rất là rẻ, cũng không cao hơn là cái hàng bãi mấy. Cái này có 1,5 m thì trong khi mua ở bãi thì nó là tầm 3 cm xe cũ. Nói chung nó cũng bằng 5 lần nhưng mà xe nó mới hơn, xe nó mới nguyên zin. Kia là xe cũ vứt ở bãi rác rồi, bãi xe thải rồi. Đấy, để quay sơ qua cho các bạn mấy xe cho trẻ con và mấy xe gấp cho các bạn tham khảo. Đây, xe của trẻ con đi tí, bên này trẻ con đi tí này đã cho đạp xe đạp đi đầy đường. Đây, mình vẫn thích cái xe vàng này, có thể gấp được ba gấp này, có thể đưa về Việt Nam một cách thoải mái, có hai man. Còn bên này thì nó gấp được có hai gấp thì chắc là phải tháo cái đầu ra mới đưa về được. Ok, cảm ơn các bạn xem video nhé.